Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất, hữu ích nhất để quý vị có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, gần đây lượng mưa lớn liên tục ở Tứ Xuyên đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhiều khu vực đường phố ngập trong nước, phố thành sông, đô thị thành biển nước. Vậy tại sao mưa lớn gây ra lũ lụt lớn như vậy? Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, ở Tứ Xuyên đã có những trận mưa xối xả liên tục vào một số khu vực ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên và những nơi khác, thậm chí còn có mưa lớn. 10 con sông đã vượt quá mực nước cảnh báo và đoạn Miên Dương của sông Vu Giang đã hứng chịu trận lụt lớn nhất trong 70 năm kể từ năm 1949. Tổng cộng có 1,45 triệu người ở 14 thành phố và 64 quận trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn, nhiều khu đô thị bị ngập lụt, đường phố biến thành sông, thành phố biến thành biển nước bao la. Về vấn đề này, một số cư dân mạng đặt câu hỏi, các sông lớn, sông nhánh, dòng chính đều đang được xử lý. Vậy tại sao lũ lụt năm nào cũng tràn về khắp nơi? Cư dân mạng khác cho biết, tại sao mỗi năm lại có một trận lụt, trăm năm có một lần? Wang Weilo, một chuyên gia bảo tồn nước Trung Quốc làm việc tại Đức, nói với The Epoch Times rằng nguyên nhân chính dẫn đến mưa lớn ở Tứ Xuyên là do các dòng sông bị thu hẹp và Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các con sông để xây dựng cơ sở hạ tầng trong quy hoạch và xây dựng đô thị. Hiện nay, các con sông ở Tứ Xuyên về cơ bản rất hẹp, hai bên là các tòa nhà chật chội. Ông Wang cho biết, các dòng sông tự nhiên rất rộng, quanh năm không có nước, khi nước dòng chỉ có nước ở lòng sông chính. Khi mùa mưa bão hoặc lũ lụt đến, dòng sông sẽ trở nên rất rộng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm cho dòng sông trở nên rất hẹp. Họ muốn giữ nước quanh năm, trông đẹp khi có tầm nhìn ra mặt nước và ngôi nhà nhìn ra mặt nước có thể được bán với giá hời. Vì vậy, khi có mưa nhiều, sông rộng không chứa được bao nhiêu nước, nước chỉ có thể dâng lên và tràn ngập khắp nơi. Sau trận mưa xối xả trước đó ở Thành Đô, lũ lụt trở nên nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng hệ thống thoát nước của thành phố kém chất lượng gây ngập lụt tại nhiều nơi do không tiêu thoát được nước. Ông cho biết khi có nhiều nước như mưa lớn, mực nước dâng lên rất cao, nước trong các ống cống không thoát ra được và tất cả đều bị ngập lụt. Hãy tưởng tượng độ cao của nước bên ngoài và toàn bộ nước được đổ vào. Các công trình đã chiếm hết không gian của nước và nước không có lối thoát. Wang Weilo tin rằng lý do cơ bản nhất dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng là chủ nghĩa vô thần của những người Cộng sản Trung Quốc, những kẻ nghĩ sẽ chinh phục bầu trời, chống lại bầu trời và biến đổi thiên nhiên của sông núi. Theo ghi chép của biên niên sử huyện Wuchang vào năm 1952, để xây dựng đường cao tốc Thành Đô A3 từ Thành Đô đến tỉnh A3, các khu rừng đã bị tàn phá. Sau đó, các doanh nghiệp công nghiệp, lâm nghiệp thuộc sở hữu nhà nước đã được thành lập liên tiếp bước vào giai đoạn khai thác gỗ theo kế hoạch quy mô lớn. Vào thời điểm đó, Tứ Xuyên chỉ có 40% độ che phủ của rừng. Sau cuộc khai hoang bừa bãi trong đại nhảy vọt năm 1958, đến cuộc cách mạng văn hóa, độ che phủ của rừng chỉ còn 9%. Kể từ những năm 1990, khai thác mỏ và phát triển thủy điện đã trở thành những ngành công nghiệp nóng nhất ở Tây Bắc Tứ Xuyên. Có thông tin cho rằng công ty điện lực nhà nước đã không ngần ngại áp đặt vùng đứt gãy địa chất để trữ nước, làm sông được thu hẹp bởi các khối bê tông xi măng, thay thế sự kết hợp giữa cây cối, đất đai, thảm thực vật, nước thiên nhiên. Từ núi non đến thảm thực vật trong lưu vực sông Mân Giang không có thứ gì sống sót. Tất cả những điều này đã dẫn đến lũ lụt thường xuyên, là đất thường xuyên mà không có cỏ trong thung lũng sâu Mân Giang. Wang Weilo cho biết kể từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ xây dựng 50.000 hồ chứa nước ở khu lưu vực sông Dương Tử và mỗi hồ chứa đều tuyên bố có thể vượt qua lũ lụt trong nhiều năm. Sẽ thấy rằng lũ lụt ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng hơn, chứ không phải ngày càng ít đi. Theo cách nói của họ, lũ lụt lẽ ra đã biến mất từ lâu. Wang Weilo nói rằng các dòng sông ở Tứ Xuyên hiện đã bị chia cắt và các con sông không còn là sông nữa. 10 km là một con đập, nhưng con đập sẽ được làm mực nước dâng cao và khả năng chứa nước của hồ sẽ bị nghiêng khi nước chảy mạnh, độ dốc càng lớn. Rõ ràng, độ dốc của các con sông ở vùng núi đặc biệt là Tứ Xuyên càng dốc khi lũ về, lưu lượng nước sẽ lớn hơn. Các hồ chứa sẽ không phát huy được tác dụng kiểm soát được lũ, nhưng sẽ gây ra thảm họa lớn. Chất lượng lũ cũng đổ xuống hiện nay thì 20 năm mới xảy ra một lần. Wang Weilo nói với phóng viên rằng ông đã so sánh hồ chứa đầu tiên được xây dựng ở Tây Tạng đắt hơn 1/3 so với một nhà máy thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở Nepal và hồ chứa Mistone đã ngừng hoạt động ở Myanmar. Xét về đơn vị sản xuất điện, rẻ hơn nhiều so với công trình Tam Hiệp, đó có thể là lý do tại sao Tứ Xuyên xây dựng nhiều hồ chứa như vậy. Các cơ quan đã thu lợi quá nhiều từ chúng, vì vậy chúng phải được xây dựng cho dù chúng ở đó và có ích gì khi để họ xây dựng chúng. Nhưng khi đến thời điểm quan trọng, họ muốn hoạt động cũng vô ích. Những trận mưa xối xả đổ bộ vào Tứ Xuyên thời gian này đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và hiếm gặp, khiến hơn 1,45 triệu người bị ảnh hưởng. Người dân ở Trung Quốc đại lục đồn rằng chính quyền đã di chuyển con vật thần thoại điều khiển nước như tê giác, đá chân thủy, được phát hiện vào năm 1973
nó khai quật vào năm 2013, nó không được phép và để nơi và để nó phơi nắng, gió và mưa tại di chỉ Kim Sa Tàng, khiến lũ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hoàng Ngao Lô nói rằng vào thời cổ đại, có những viên đá làm thủy trấn, một số hình dạng con bò sắt, một số hình dạng con hà mã. Nhưng bờ sông Hoàng Hà cũng có những con bò sắt theo các ghi chép cổ xưa như Hoa Dương Quốc Chí, Thư Chi và vua Thục Bản Tế. Vua Tần Hiểu Văn đã bổ nhiệm Ly Binh làm người bảo vệ Xu. Con thú phong thủy nhất, Thủy Kinh, được đặt ở các vị trí khác nhau trong thành đô, trong phong thủy, mảng thần thú. Hai trong số đó được đặt trong thành phố. Tê giác đá là một con tê giác được khắc trên đá. Ở Trung Quốc cổ đại, người ta sẽ đặt tê giác đá trên bờ để trấn áp thủy quái. Tê giác theo truyền thuyết có thể phân chia nước. Phương pháp xây dựng đô Giang Yển của Ly Binh có đặc điểm là không có đập dẫn nước. Sông Mân Giang được chia làm hai: sông ngoài dùng để thoát lũ và sông trong dùng để tưới tiêu. Những con thú thần thoại này có ý nghĩa và việc chúng ở đó là có lý. Nhưng bây giờ, những người vô thần coi những con thú thần thoại là mê tín và không tin vào chúng. Và các nhà khoa học đã được chúng đào tạo cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Và tất cả họ đều tin rằng con người có thể chinh phục bầu trời, chinh phục thiên nhiên. Hoàng Ngao Lô cho biết, tổ tiên trong sách cổ Trung Quốc từ lâu đã nói rằng khi chọn địa điểm thành phố không nên chọn quá thấp, nếu không sẽ có lũ lụt, cũng không nên chọn quá cao, sẽ gây bất tiện cho việc lấy nước. Lũ lụt không phải do nước đắc tội với người, mà là do người đắc tội với sông trước, sau đó nước mới trả thù. Tổ tiên chúng ta đã dạy chúng ta những đạo lý này rất rõ ràng. Hoàng Ngao Lô nói rằng, Lão Tử đã nói rằng điều thiện cao nhất giống như nước, và tư tưởng hàng đầu của Ly Binh về việc kiểm soát nước là thuận theo tự nhiên. Đấu tranh thay vì tôn trọng và thuận theo tự nhiên mới là mấu chốt của vấn đề. Kính thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên đã thông báo hôm thứ Ba rằng trong 2 ngày qua, một số khu vực ở thành phố Lạc Sơn đã hứng chịu mưa lớn chưa từng thấy trong hơn 50 năm qua. Mực nước của một số con sông trên địa bàn vượt ngưỡng cảnh báo lũ tràn bờ 3 thị trấn thuộc quyền quản lý của huyện, 4 người dân mất tích. Tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, theo tin tức của WeChat chính thức của Tứ Xuyên, thành phố Lạc Sơn có mưa vừa đến mưa to và quận Ma Bi An có mưa lớn trong 50 năm qua, lũ lớn nhất trong các kỷ lục thủy văn đo được. Tính đến 1 giờ 40 phút ngày 25 tháng 6 năm 2023, sông Ma Bi An vượt mức cảnh báo 3,12m, cao hơn bình thường 70cm và cao hơn mực nước đảm bảo 2,42m, lưu lượng đỉnh khoảng 2.820m3/giây. Quận Ma Bi An thuộc tự trị Ibi ngập lụt, nhiều bãi đậu xe ngầm ở khu đô thị bị ngập, chỗ ở tầng 1 và cửa hàng tầng dưới cùng của tòa nhà bị ngập trên diện rộng. Một hộ gia đình có 5 người ở Tiểu Giang Tử thuộc cộng đồng Thắng Lợi ở thị trấn Suba bị ngập lụt do mưa lớn, vô tình rơi xuống nước trong quá trình di chuyển khiến 4 người mất tích và 1 người được cứu sống. Cư dân mạng đưa tin, ngày 24 tháng 16 năm 2023, khoảng 5 giờ chiều, có sấm sét. Ngày 24 tháng 6 năm 2023, khoảng 5 giờ chiều có sấm sét và trời tiếp tục mưa cho đến khoảng 5 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm 2023. Mưa lớn kéo dài gần 12 giờ. Bãi đậu xe trong cộng đồng Victoria bị ngập nước đến tận rốn, hơn nữa ô tô đều bị ngập nước. Tôi đang ở thành phố Ngami, ở đây mất điện thang máy, nước sạch bị cắt, khó chịu quá. Mưa xối xả kéo dài quá lâu, tin tức đưa tin cũng không nhiều. Vỡ hồ chứa Thiểm Tây cũng không có tin tức, lũ lụt nhiều như vậy, nhưng tin tức rất ít thấy trên trang nhất. Một số cư dân mạng cho biết tỉnh Tứ Xuyên thực sự là một nơi đầy tai họa. Có người trả lời, hậu quả của việc phát triển quá mức, Lạc Sơn ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Đại Độ, sông Thanh Nghĩa và sông Mân Giang chảy song song. Tình hình lũ lụt của Lạc Sơn rất nghiêm trọng, mực nước sông Dương Tử chắc chắn sẽ dâng cao. Các đài tin đưa tin, đài tin tức đưa tin, chúng ta có thể nhìn thấy một con cú chạy vào một ngôi nhà ở Hoa Kỳ. Thật khó thể có để nhìn thấy một con đường thành phố tràn ngập những người thân yêu của chúng ta. Theo Sony, vào tối ngày thứ Ba, nhiều nơi ở thành phố Lạc Sơn có dông bão và mưa lớn. Hai thanh niên ở gần Tháp Chuông ở quận Ngô Đồng Kiều bất ngờ ngã xuống đất tử vong. Có tin đồn rằng hai người đã tử vong do sét đánh chết, bị giò điện tiếp xúc nên rơi xuống đất. Có một người trong cuộc, tôi được biết khi sự việc xảy ra, hai thanh niên chuẩn bị lên xe kéo thì bất ngờ một người ngã xuống đất, còn người kia cố kéo thì cũng bị ngã xuống đất. Các bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân quận Ngô Đồng Kiều xác nhận rằng hai người đã chết tại chỗ. Về việc tại sao hai người ngã xuống đất và tử vong, cảnh sát địa phương hiện đang điều tra. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Bản tin Hoa Giờ ngày 25 tháng 6 năm 2023. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở khu vực, thì xin quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh Bản tin 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp của kênh 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị.